có một làng nghề đã tồn tại hơn trăm năm. Vừa bước vào làng nghề thì âm thanh mà chúng tôi nghe được đó chính là tiếng của những khung dệt. Dù cuộc sống nhiều thăng trầm nhưng bà con vẫn hết lòng yêu nghề và giữ nghề. 8 tuổi là học dệt tay, làm cái gì thì phải cực khổ mới có đồng tiền. Trong khi nhiều làng nghề có nguy cơ mai một thì sản phẩm ở đây vẫn có vị trí riêng trên thị trường. Mặn phơi phới luôn, cũng ăn sai luôn vậy đó. Một lần về làng dệt Đoàn Đồng Tháp để hiểu về những niềm vui, nỗi buồn và cả những trăn trở của bà con nơi đây. Đồng Tháp nằm ở vùng lõi của khu vực Đồng Tháp 10. Nơi đây nổi tiếng với những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, những cánh đồng sen quanh năm tỏa ngát hương thơm. Bên cạnh những món quà từ thiên nhiên ban tặng, nơi đây còn có những làng nghề hàng trăm năm tuổi. Một trong số đó là làng nghề dệt tròn tại xã Long Khánh A của huyện Hồng Ngự. Theo bà con địa phương thì ngay từ xa xưa, vùng đất này đã phát triển nghề trồng dâu nuôi tầm, cung cấp nguyên liệu cho các làng nghề. Và trong đó thì có vùng đất Tân Châu An Giang với sản phẩm lạnh bì A. Dần dần bà con đã chuyển từ việc cung cấp nguyên liệu sang tự sản xuất, tạo thành một làng nghề nước tiếng gần xa. Theo nhiều tài liệu ghi lại, làng nghề dệt tròn được hình thành vào khoảng thời gian đầu thế kỷ thứ 20. Từ vài hộ sản xuất nhỏ lẻ ban đầu đã nâng lên thành vài chục hộ, thậm chí có lúc cả trăm hộ cùng tham gia. Hầu hết bà con đều sản xuất theo phương pháp thủ công, phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết. Dẫu thời gian có trôi, nhưng hình ảnh về những ngày đầu gian khó luôn là một phần ký ức không thể nào quên đối với người dân nơi đây. Trước đây thì đường nó còn thấp, nó còn ẩm thấp lắm, thì mưa năm nào cũng bị lũ. Thành ra cái mùa lũ thì một hai nhà mà sàn cao thì vẫn trụ được, còn ông mấy là đem tập trung ra đây. Chứ đằng kia cũng nhà riêng thì cũng hơi khó làm ăn, thì đem tập trung đây cũng đông. 5-10 hộ gì đó tập trung đây. Nào là quay chỉ suốt rồi dệt chụp nhâm ở đây cũng vui lắm. Vừa bước vào làng nghề thì âm thanh mà chúng tôi nghe được đó chính là tiếng của những khung dệt. Cả trăm năm qua, dù cuộc sống có nhiều thay đổi, tuy nhiên những âm thanh này, những hình ảnh này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà con tại địa phương. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, đến nay vẫn còn hơn 50 hộ tham gia nghề dệt. Mặc dù không gian và quy mô không lớn, nhưng làng nghề hoạt động khá bài bản, từ việc nhuộm, hồ, móc cưỡi đến dệt thành phẩm. Tùy theo điều kiện và khả năng, mỗi hộ sẽ phụ trách một công đoạn riêng. Theo chồng về làm dâu ở làng nghề hơn 20 năm, bà Hằng dành trọn tâm huyết cho nghề dệt tròn. Mặc dù hàng ngày phải thức khuya dậy sớm, nhưng với bà vẫn kiên trì theo đuổi công việc này. Thì dệt cũng máy, dù làm gì cũng máy hết, thì mấy ngày nó cũng đỡ hồi xưa. Hồi xưa sao chứ? Hồi xưa thì thấy bà dì bà nấu bằng cái nồi nhỏ, dù bà mới đem xuống bà xả, dù bà lên bà công đoạn bà cực khổ lắm. Mà quay tay không à, quay bằng xa tay được không à, chứ không có phải như quay máy như giờ. Làm cái gì thì phải cực khổ mới có đồng tiền. Để có được một chiếc khăn hoàn chỉnh, mỗi công đoạn trong quá trình sản xuất đều quan trọng. Như ở việc nhuộm chỉ, trước hết người thợ phải chọn loại chỉ đẹp, bền và chắc. Ngoài kỹ thuật hấp thì chỉ phải được phơi đủ nắng mới sáng bóng và không phai. Tuy nhiên không phải lúc nào thời tiết cũng chiều lòng người. Công việc ở làng dệt chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Kiếm ăn được thì cũng làm, chứ biết sao giờ, tại đây thì sống vậy nghề này không à. Thì phải đeo. Nhiều khi bằng không lời cũng dệt nữa. Không lời cũng dệt nữa, thì chừng nào có lời thì bán, vậy đó. Bà con cho biết, thời gian đầu làng nghề chỉ có sản phẩm khăn trằn với hai màu trắng và đen. Theo sự phát triển của xã hội, bà con nhuộm thêm một số màu khác như xanh, đỏ, tím. Điều này đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng. Chỉ dệt sau khi hoàn thành sẽ đến công đoạn tiếp theo là quay và móc cưỡi. Công đoạn này cũng không kém phần quan trọng, đòi hỏi sự tỉ mỉ của người thợ, bởi chỉ cần một chút bất cẩn sẽ ảnh hưởng đến các phần việc tiếp theo.
Cái công đoạn này á, thì ngay cái mình làm á, thì nó tỉ mỉ lắm. À, nó rất tỉ mỉ, tại vì mình vô cái chục tặng cho người ta dệt đó là mình phải chăm sóc cái mối màng cho nó kỹ lưỡng, là cho người ta dệt không có mối. Nếu mà mình quay vô mình làm vô mà mối nhiều quá thì người ta khó dệt. Thành tử ra nó ngay chung mới là cũng không phải là người nào làm cũng được. Đối với ông Lực, dệt choàng là công việc gia truyền. Ngay từ nhỏ, ông đã được cha mẹ hướng dẫn kinh nghiệm để dệt một tấm khăn sao cho thật đẹp và tinh tế. Thời gian trôi qua, màu sắc, chất liệu có nhiều thay đổi, thế nhưng cách làm thì vẫn thế. Hàng ngày, vợ chồng ông vẫn cặm cụi tỉ mỉ với công việc bằng niềm đam mê như có sẵn ngay từ lúc sinh ra. Phụ nữ ở trong nhà là phải có cái khuôn dệt này nè, là mình dễ kiếm tiền hơn gia đồng. Điều điều hoài ngày nào làm là có tiền à. Ừ, mà nó mát cũng khỏe, thành ra ai cũng phải để khuôn dệt để mà dệt. Nghề truyền thống mà, thì nó cái nghề này là tôi nghĩ là nó vẫn mãi mãi hoài. Nó là người sống ở đây là cũng nhờ cái dệt choàng này. Ngoài chuyện khéo tay, người thợ dệt choàng cần phải đặt hết tâm huyết vào từng sản phẩm, nhất là ở công đoạn dệt. Thoạt nhìn nghệ nhân Trần Văn Nạc dệt vải ai cũng nghĩ là đơn giản, nhưng thật sự là hoàn toàn khác. Với chiếc máy dệt truyền thống, các nghệ nhân phải phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân để sản phẩm làm ra mịn, bóng và đẹp mắt. Đặc biệt, để phối màu cho vải, người thợ phải mắc vào khung nhiều sợi chỉ. Khi nào thì dùng sợi chỉ màu nào, tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng. Một sai sót nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến cả sản phẩm. Mình mới tập màu, nó bị đứt rồi một, là hai là thôi, nó bay á, nó phóng nhảy ra. Với một cái khung dệt tay như thế này, nếu làm gì xuyên suốt trong khoảng thời gian là 10 tiếng, thì người thợ chỉ có thể dệt được khoảng 8 chiếc khăn tròn cổ mà thôi. Kể từ khi có điện cũng như là sự hỗ trợ của các máy móc hiện đại, mọi thứ đã khác. Cùng thời gian đó, người thợ có thể làm được đến 30 chiếc khăn. Dấu mốc không thể nào quên đối với bà con làng nghề là vào năm 2004, xã Long Khánh A chính thức có điện. Điện về mang niềm vui cho con trẻ, điện về làng nghề đưa bừng sáng. Từ việc sản xuất theo kiểu truyền thống, bà con ở đây bắt đầu mua khung cưỡi công nghiệp chạy bằng motor điện. Có máy móc hỗ trợ, việc sản xuất trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí với những người mái tóc đã điểm xương như bà chúng, công việc này đã không còn là chuyện khó. Hồi cấp mà nhỏ đó là còn đi học 8 tuổi là học dệt tay á. Cũng như tới 13 tuổi là mình mới đứng tông dệt mình. Tại vì đó chỉ giải là khó dệt lắm. Dệt chịch dù nó đứt cả chân đêm không kịp luôn. Còn giờ cũng như giờ chỉ em này chỉ cô tông thì nó với mình dệt máy nó mau qua. Còn chi mình mới học mình dập dập ra nó đổ lông nó đứt chứ lắm. Bà này theo cha mẹ học nghề dệt choàng từ bé. Mấy chục năm qua, bà chứng kiến nhiều giai đoạn thăng trầm của làng nghề. Có những lúc khó khăn tưởng chừng phải bỏ cuộc, nhưng vốn đã trót yêu nghề nên bà quyết tâm theo đuổi đến ngày nay. Công việc dệt khăn choàng với bà là niềm đam mê khó nói hết thành lời. Và niềm vui, nỗi buồn của làng nghề cũng là những tâm tư của chính bản thân bà. Vất vả lắm, nào là không có cái nguồn vốn để mua chỉ nè, cô phải lặn lội lên Sài Gòn á, hỏi người ta để mà mua thiếu đi, mua thiếu cũng như gói đầu cho cô vậy đó. Nhưng mà hàng lúc đó thì ra không có cái nguồn ra, cho nên á cô đi tìm chỗ này chỗ kia chỗ nọ vậy đó. Cái nói chung ra lúc trước nó vất vả lắm, nó không phải giống như bây giờ. Trước dịch đó là nói chung ra là mặn phơi phới luôn, cũng ham sai luôn vậy đó. Hàng ra đóng nhà nào trong nhà cô cũng mấy chục ngàn cái gì đó, cô cung cấp đầy đủ cho khách hàng. Đó là lúc đó là cô dệt là 40 mấy khung lận. Cuộc sống đã có quá nhiều thay đổi, không ít bà con đã bỏ nghề khi không vượt qua được những lúc khó khăn chồng chất khó khăn. Đó cũng là lẽ đương nhiên ở hầu hết các làng nghề truyền thống hiện nay. Thế nhưng giữa bao bộn bề lo toan, rất may vẫn còn những người dành hết tâm huyết để giữ lại màu sắc cho chiếc khăn rằn của Đồng Tháp. Chị Lê Thị Quế là một trong những tấm gương như thế. Không biết mai đem về thì phải bắt đầu nghiên cứu, bước lên mai luôn. Đó, mấy cái đầu này hư hoài. Mình đâu biết mai, từ tập viết qua luôn. Nên mai quyết tâm mai cho được thôi.
hơi cách mấy cũng mai là mai cho xong thôi, mà hơn cái là chỉ thời gian ngắn thôi là mai được luôn. Để mai được một chiếc áo dài như thế này thì người thợ mất khoảng 3 chiếc khăn rằn với giá là 120.000 đồng. Tuy nhiên qua bàn tay của người thợ thì giá trị của chiếc áo dài này đã nâng lên là 300.000 đồng. Điều này giúp nâng cao giá trị cho sản phẩm của làng nghề tại địa phương. Cần cù, sáng tạo, không chùn bước trước những khó khăn. Mạnh dạn thay đổi theo sự chuyển động của thị trường. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, đến nay chị Quế đã sản xuất được hơn 6 dòng sản phẩm như áo dài, túi xách, ba lô. Từ chiếc khăn rằn đơn giản, mộc mạc ngày nào, nay đã trở thành những sản phẩm vừa hiện đại, vừa mang đậm nét riêng của vùng đất Nam Bộ. Mai mà ngày ngủ cứ chừng 2 tiếng đồng hồ. Cứ khi mai một ngày vậy là 70 túi. Từ sáng là 6 giờ sáng là bắt đầu thức dậy mai tới 2 giờ khuya. Với 120 khung dệt, hiện mỗi ngày làng nghề có thể tạo ra hơn 4.000 cái khăn choàng và 1.000 mét trải mùng. Sau khi trừ các khoản chi phí, thu nhập trung bình 200.000 đồng một người. Sản phẩm làng nghề hiện được tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trong vùng và cả Vương quốc Campuchia. Nhưng mà nếu mà mình đi qua thông qua hợp tác xã, nhờ địa phương, nhờ chính quyền giới thiệu đó, thì mình đi tới đó thì nhiều cơ quan nhà nước người ta là công ty này kia ta là thông quan rồi đó, ta sẽ biết tới sản phẩm mình, người ta mua làm quà tặng cho nhân viên của người ta này kia, thì từ đó mới nhân rộng ra. Không thể phát triển nếu không có sự bắt tay giữa nghệ nhân trong làng nghề. Ý thức tầm quan trọng của việc làm ăn tập thể, năm 2015, Hợp tác xã Dệt Choàng Long Khánh được thành lập trong sự ủng hộ nhiệt tình của bà con địa phương. Đây là hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp đầu tiên của huyện Hồng Ngự, mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển của làng nghề. Thì nó khác trước là giống như bây giờ nó ổn định hơn, cái lượng hàng hóa bán cũng được. Cụ thể bây giờ giống như những cái đơn hàng mà mình bán đi làm quà tặng đồ đi tỉnh rồi đi mấy cái tỉnh lân cận cũng có, nói chung cũng phát triển được, giúp cho các xã viên cũng có thu nhập. Thí dụ như lúc trước là mấy năm hồi cỡ 5-7 năm gì trước á, là như là tới cái mùa mà nước lũ á, ở đây là có nước lũ á, là mấy cái tràn những cái mùng là thường ngay cái giờ vô có 2 tháng ấy. Mà bây giờ là từ 2-3 năm đảo về đây là không có ế, mà rất là phát triển. Với những cố gắng của bà con, năm 2014, làng nghề Dệt Choàng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chọn làm sản phẩm công nghiệp nông nghiệp tiêu biểu. Đặc biệt trong quá trình phát triển, những công đoạn dệt khăn trở thành một sản phẩm du lịch đầy hấp dẫn, cuốn hút biết bao du khách trong và ngoài nước. Đến năm 2020, hai bộ sản phẩm của Hợp tác xã Dệt Choàng Long Khánh và cơ sở Dệt Choàng Kim Chiều được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của huyện Hồng Ngự. Nhiều kế hoạch đã và đang được tính đến nhằm đưa làng nghề ngày càng đi xa. Đối với cái địa phương thì sẽ có cái lộ trình. Hiện nay như là đã xây dựng cái kế hoạch lộ trình 5 năm giai đoạn để củng cố cũng như phát triển cái làng nghề này. Thì cái kế hoạch này thì đã được Chi cục Phát triển Nông thôn của tỉnh cũng đã ghi nhận để đề nghị về trên cũng như đề nghị về chính phủ rồi có các chính sách để hỗ trợ để làm sao để phục tráng cũng như là duy trì để hoạt động cái làng nghề này trong thời gian tới. Bình dị, thân thuộc nhưng lại luôn chuyển tải chiều sâu văn hóa của cả vùng đất Nam Bộ xưa. Để tiếp tục bảo tồn và giữ gìn làng nghề hơn 100 tuổi, ngành chức năng địa phương đang tập trung các giải pháp đồng bộ, vừa quảng bá nâng cao giá trị sản phẩm, vừa xúc tiến công nhận làng nghề là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đối với cái làng nghề Dệt Choàng thì Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng một cái bộ hồ sơ khoa học để mà đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao Lịch đưa vào cái danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đối với cái nghề này thì chúng tôi tin rằng cái hồ sơ này là sẽ được Bộ Văn hóa Thể thao Lịch chấp thuận quyết định đưa nó vào danh mục di sản văn hóa quốc gia. Khi làng nghề được đưa vào cái danh mục di sản văn hóa thì nó giúp cho cái làng nghề này nó phát triển được cái tính cấu kết cộng đồng, rồi nó tạo một cái gọi là một cái động lực
cho các cái nghệ nhân, các làng nghề ở đây người ta gắn bó với nghề hơn. Nghe lúc cha đi từ thổi nào, khăn rằn lưu luyến mẹ thầm trao. Hai cuộc trường chinh hai thế hệ, khăn rằn bóng mẹ khoảng trời cao. Hình ảnh chiếc khăn rằn thì hầu như ai cũng biết, từ một vật dụng dùng trong sinh hoạt. Chiếc khăn rằn đã gắn bó với người dân Đồng Tháp nói riêng và vùng sông nước miền Tây nói chung. Đặc biệt, trong những năm khói lửa chiến tranh, chiếc khăn rằn trở thành biểu tượng của tấm lòng thủy chung son sắt và ý chí quật cường của người dân Nam Bộ. Hàng ngày ở làng nghề Dệt Choạc, những chiếc khăn rằn vẫn đều đặn được dệt nên. Với bà con, đó là cách để dệt nên ước mơ của làng nghề, ước mơ về một cuộc sống đủ đầy và giàu bản sắc.